tinh chất rất là nhẹ. Rồi serum đó, serum thì có một cái hiệu quả đó là cái thành phần, cái dưỡng chất trong serum ở mức độ đậm đặc và cao. Vâng. Đó, nhưng mà cái thể chất lại cái thể chất lỏng, mà thoa trên mặt mặt da nó lại thấm sâu và nó bám ở trên bề mặt da. Essence thì nó tinh chất, tuy nhiên nhưng mà bay hơi với lại nó lỏng quá thì nó nhanh bay hơi hơn. Còn cái serum thì nó phù hợp với cái làn da dầu mục, nó vừa thông thoáng vừa thấm nhanh, vừa cung cấp nhiều dưỡng chất mà nó lại để ở trên bề mặt da tốt và không gây bức bí.